Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Dua Fuji Finish 3.0, một dòng xe bãi đến từ thương hiệu Nhật, và được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Tiagra, một cái bộ group cũng rất là ngon. Trong cái tầm giá xe đang bán tại cửa hàng là 11.800.000. Các bác được một chiếc xe thương hiệu Nhật và bộ group chuyển động Shimano Tiagra với 10 lít 2 đĩa, rất là ngon. Fuji, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, mang cái model Finish 3.0. Toàn bộ xe là em nhập về nguyên bản, nguyên zin các bác nhé, nguyên zin hết. Do xe là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là khung của chiếc xe thì nó cũng xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn để về nhìn về tổng thể thì chiếc xe này nó còn giữ được cái độ mới, nó cũng tương đối là tốt đấy. Nước sơn các thứ còn rất là bóng, rất là đẹp. Ghi lông đây cũng được trang bị bộ tay lắc Tiagra này, 10 speed này, tương ứng với 10 tầng lip. Bên này double là 2 tầng đĩa, cho xe có 20 tốc độ khác nhau. Phanh 3 mảnh Techo, bánh 700cc. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m6263 đến khoảng 72-73, đi phù hợp. Rất là ngon này, mượt mà nhẹ nhàng. Cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Cho các bác mua xe, các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.